Thưa quý vị, cách đây ít ngày, báo chí đã phản ánh tình trạng nhiều điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Người dân xếp hàng sát nhau chờ tiêm mũi 2. Mặc dù các phường đã thừa nhận khâu tổ chức, điều phối chưa tốt và đã có điều chỉnh lại. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, tình trạng tập trung đông người lại tái diễn tại phường 21 cũng của quận này. Tại điểm tiêm trường tiểu học cơ sở Nguyễn Trọng Tuyển, phường 21, quận Bình Thạnh, mặc dù tất cả những người dân trên địa bàn phường khi đến điểm tiêm mũi 2 đều có thư mời từ trạm y tế hoặc ủy ban nhân dân phường, tuy nhiên tình trạng phải xếp hàng san sát, thậm chí tập trung đông người như thế này vẫn xảy ra. Đây là nguy cơ có thể lây nhiễm COVID-19 rất cao, bởi phường 21 là một trong những phường thuộc vùng đỏ của quận Bình Thạnh. Và những ngày này, phường cũng đang phải tổ chức xét nghiệm nhanh cho toàn bộ người dân với tần suất 5 ngày mỗi người phải xét nghiệm tới 3 lần. Như quý vị và các bạn đã thấy thì do số người đến quá đông nên mặc dù cố gắng xếp hàng thì đoàn người vẫn phải đứng san sát như thế này và kéo dài hàng trăm mét, thậm chí chắn hết cả đường đi, khiến cho các phương tiện qua lại khá khó khăn như thế này. Mặc dù lượng người tập trung rất đông, tuy nhiên điểm tiêm chỉ mở cửa cho từng nhóm vài ba người vào. Vì vậy, việc đảm bảo khoảng cách giữa những người dân là không thể. Và đến khoảng 4 giờ chiều thì tình trạng tập trung đông người mới kết thúc, khi có người dân từ trong điểm tiêm đi ra thông báo đã hết vaccine.